Xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Nga Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay, cửa hàng âm thanh Nga Hạnh sẽ test hai sản phẩm gửi cho hai vị khách hàng đã chốt đơn bên cửa hàng âm thanh Nga Hạnh. Sản phẩm thứ nhất là một chiếc đồng hồ lăm gông đồng bạch mới về hàng VIP, cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng đã chốt đơn bên cửa hàng âm thanh Nga Hạnh. Vâng, anh có địa chỉ tại Đông Triều, Quảng Ninh. Cũng là những vị khách hàng thường ủng hộ những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Vị khách hàng tiếp theo là vị khách hàng thứ hai có địa chỉ tại Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chốt chiếc điện thoại đá cẩm thạch về hôm trước rồi và anh cũng đã hẹn với cô chủ shop rằng là anh đi công tác về và chuyển tiền lấy hàng. Thì ngày hôm nay anh cũng đã về Việt Nam và sản phẩm này thì cửa hàng sẽ gửi hàng cho anh khách hàng có địa chỉ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Anh sẽ nhận hàng được sớm nhất trong tuần tới ạ. Vâng, vậy những sản phẩm mà bên cửa hàng âm thanh Nga Hạnh lựa chọn cho quý khách hàng cũng như là trưng bày tại phòng audio này, vị khách hàng nào mà đã chốt được những sản phẩm thì các bác đều ưng ý với những sản phẩm mà bên cửa hàng cung cấp ra thị trường cho quý vị và các bạn. Vâng, và những vị khách hàng mà có nhu cầu sở hữu những sản phẩm đang có mặt tại cửa hàng như những chiếc đầu băng cối, những cặp loa, những chiếc âm ly, những chiếc đầu mâm than và những chiếc đài, những chiếc đồng hồ bên cửa hàng thì vẫn còn rất nhiều. Vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Nga Hạnh thì ở tại Sao Đỏ, Chí Minh, Hải Dương. Âm thanh Nga Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, chiếc đồng hồ lăm gông đồng bạch này thì cửa hàng âm thanh Nga Hạnh sẽ quay cho quý khách hàng nghe. Quay cho quý khách hàng được ngắm và được chiêm ngưỡng một lần nữa trước khi sản phẩm này được rời khỏi cửa hàng âm thanh Nga Hạnh. Vâng, vị khách hàng có địa chỉ tại Đông Triều, Quảng Ninh. Cách đây 2-3 hôm thì anh có về trực tiếp cửa hàng âm thanh Nga Hạnh cũng có chốt một chiếc đầu giải mã. Nhưng hôm đó về thì cô chủ shop không có nhà nên là không quay những sản phẩm được rời khỏi cửa hàng âm thanh Nga Hạnh. Và ngày hôm nay thì sản phẩm anh chốt là một chiếc đồng hồ lăm gông đồng bạch đây ạ. Vị khách hàng tiếp theo xin gửi cho anh Hoàng, vị khách hàng có địa chỉ tại Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc điện thoại đá cẩm thạch siêu đẹp. Và đây là những dáng đẹp, dáng cao, cũng rất ít gặp. Và chiếc này thì có vân đá cực kỳ là đẹp và sang luôn nhá. Có mấy bác khách hàng yêu thích những chiếc này nhưng mà để có đợt sau thì cô chủ shop sẽ báo. Chiếc này thì rất đẹp và cực lặng luôn. Vâng, những sản phẩm khác thì bên cửa hàng vẫn sẵn hàng để cung cấp cho quý khách hàng cũng như là những chiếc điện thoại đá cẩm thạch, những chiếc đồng hồ đá bên cửa hàng đang sẵn hàng đây. Vậy những vị khách hàng quan tâm yêu thích kênh của cửa hàng âm thanh Nga Hạnh có thể chia sẻ kênh giúp cửa hàng tới anh em bạn bè người chơi audio được biết kênh của cửa hàng âm thanh Nga Hạnh có những sản phẩm chất lượng như thế nào. À đây, cửa hàng âm thanh Nga Hạnh vừa cập nhật được một chiếc Lakamachi 1000 25 mã, đẹp xuất sắc vừa về, zin nguyên bản 100% luôn. Vâng, vậy cửa hàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.